Mình xin chào các bạn, hôm nay đến kênh Ngọc Vũ Vlog. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm cái món là nhái kho sả ớt này. Món này ăn cơm cực kỳ ngon luôn các bạn. Này là hồi tối mình mới chạy 50 dặm bạn, mình đi bắt. Và đây cũng khoảng chạy ký lô các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Khi mà mình muốn làm cái này mình đây là cho biết mình sẽ trộn đây cho nó, mình làm cho nó không có nhớt các bạn. Đó. Cho phần nhớt nó ớt đi, phải không? Nó không có trơn, nó rất là dễ làm. Trộn cho biết đây các bạn. Nhái mình nó cũng từ chết rồi ha. Mình sẽ đổ đây. Cái nhái luôn các bạn ơi. Đó. Này mình sẽ cắt khổ là mình cắt bỏ đây. Xong lát mình lột sau bạn. Mình làm cái gì nó không sẽ không có nhớt bạn. Nhớt sạch sẽ luôn. Mà lúc mình lột da rất là dễ lột nữa. Cũng còn một số con nó còn nhảy nhảy nè. Sau khi mình cắt cái đầu nó, phần đầu nó ra xong ha, mình sẽ lột da đó. Lột da này mình bỏ các bạn. Lột da xong rồi mình đưa đây rất là làm ruột. Làm ruột luôn các bạn ơi. Đó. Mình đục vô kho nước là nó sạch lắm bạn. Bỏ nó là sạch trơn rồi. Cái gì vậy? Trong cái đoạn nhái này mình làm thì nó hơi cực lắm bạn. Lâu hơn là ếch nhiều tại nhỏ quá. Cuối cùng mình lột là mình lột da nãy giờ, bây giờ cũng xong rồi các bạn. Giờ mình rửa sạch rồi được rồi. Thấy ngon. Quá trời luôn bạn. Rồi ra cả cái lô rồi bạn. Thấy chưa bạn? Cái này giờ mình để cho ráo bạn. Còn bây giờ mình sẽ tiến hành mình bầm xả rồi bạn. Đây là xả nghệ ớt nè ha, mình sẽ bầm nó chung vô. Không biết là cái chảo này nó hết hay không nữa các bạn ơi. Mình thử coi. Nếu mà chảo không hết thì mình sẽ sang qua cái chảo bự. Rồi hết hết.
Nó giọng là hết. Đó. Xả nghệ rồi mới thơm mà. Này đúng là kho xả luôn, tại ba ra kho xả không à. Xả cực kỳ nhiều luôn các bạn. Thôi mình dở mình thăm nè. Ôi ôi nó sôi nè bạn. Thở không? Ừ, sắp chín rồi bạn ơi. Ừ, cái này nó nằm trên nó không được thấm luôn nè. Ừ. À, trong khi mình chờ đợi cho cái nồi nháy nó chín không? Mình sẽ mang cá này để mình chiên làm nước mắm bạn ơi. Chính rồi nè bạn, đó mình bỏ đây cho mình chiên lúc đó mình cá nha bạn. Bắt đầu mình chiên cá chiên lên, giờ chiên cá chiên này cái là mình dầm mắm một phút được rồi. Bây giờ lá này là lá của ngũ gia bì nha bạn. Còn đây là cái
Các bạn nhớ hãy like, nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Đặc biệt là hẹn gặp lại các bạn trong video sau.